Xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ unbox Sasaki và Miyano tập 3 nha. Mình đợi đơn này khá là lâu rồi và giờ em nó đã về. Đây là lần đầu tiên mình lồng tiếng, cho nên nếu có gì sai sót mong các bạn góp ý cho mình nha. Không biết các bạn thấy như thế nào nhưng mình siêu thích nét vẽ của bộ này luôn. Tông màu chủ đạo của tập 3 là màu xanh lá, mang hơi hướng mùa hè. Chất giấy của bộ này siêu tốt luôn ý. Tiếp theo là đơn Sasaki và Miyano tập 4. Mình đợi đơn này siêu lâu luôn. Và cá nhân mình thích nhất bìa của tập 4 trong 4 tập. Phải nói là bookmark và podcast cực kỳ xinh luôn. Đến tập này thì có siêu nhiều tình tiết thú vị luôn. Vì video hơi ngắn nên mình gộp thêm một video nữa luôn.
Đây là hai tập mới nhất của Dược Sư Bị Sự, tập 5 và tập 6. Dược Sư Tự Sự là một bộ truyện cực kỳ là hay luôn. Nếu bạn nào chưa đọc thì nên đọc thử nha. Mình rất thích thiết kế bìa của tập 6 với tông màu chủ đạo là màu đỏ, cực kỳ đẹp luôn. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã đón xem.